Vâng, đây chính là cây thảo quả. Chắc một số bạn còn chưa biết đây là cây gì, hoặc thậm chí nhiều người còn chưa từng thấy cây như thế này. Thường thường thì cây này trồng ở những vùng núi phía Bắc, như là những vùng núi cao nhất và nhiệt độ phải thấp từ 20 độ trở xuống thì cây này mới ra quả nha các bạn. Bởi vì là mình trồng dưới vùng thấp quá thì nhiệt độ nó cao quá thì nó không ra quả. Dịch Covid vật vã như thế này thì cái gì cũng khó bán các bạn ạ. Đối với quả này thì mình phải sấy khô ra thì mình mới bán ra giá là một cân khoảng tầm 300-400 nghìn đối với mấy năm trước. Và hiện tại thì hôm nay thì chỉ có rơi khoảng tầm 110 hoặc hơn 100 một tí một cân kg khô thôi. Cái này thì mình tính khoảng từ đầu thời gian trồng thì phải tầm 5 năm sau thì mình mới được thu hoạch. Để từ như ngày hôm nay thì mình đã mất rất nhiều công sức, không biết mồ hôi nước mắt mình đi bao nhiêu rồi mới được có ngày hôm nay. Thường như mọi năm thì mình có thể sấy khô là mình hẹn bán trực tiếp cho Trung Quốc, nhưng mà mấy năm nay thì rất khó khăn và đang bị cấm biên giới rồi, bây giờ không biết bán cho ai nữa. Ai anh em nào có giá yêu thương và hoặc là có thảo quả mua bán thì hãy inbox qua dưới phần bình luận nha, để anh em mình cập nhật những giá mới nhất cho những anh em.